Văn Nguyễn và Hồng Vân. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi hiện đang có mặt trước trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Hôm qua ngày 12 tháng 8, một ủy ban gồm 12 chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập đã tuyên bố cho phép dùng những thuốc chưa được thử nghiệm một cách hoàn chỉnh để chữa và phòng bệnh Ebola. Xin chị Hồng Vân cho biết tại sao có quyết định khẩn cấp này. Thưa anh, vì bệnh dịch lan tràn quá nhanh, trong thống kê mới nhất đã có 1.013 người bị thiệt mạng và 1.848 người bị nhiễm bệnh. Và có lẽ vì thấy tình trạng của hai người Mỹ đã thử nghiệm thuốc này có vẻ khả quan hơn. Tuy nhiên, các chuyên viên cũng đòi hỏi bác sĩ phải tôn trọng những điều kiện rất nghiêm ngặt trước khi dùng thuốc hay là cho thuốc cho bệnh nhân. Đó là những điều kiện gì, thưa chị? Là phải có sự minh bạch trong việc điều trị, bệnh nhân phải được thông tin và tự do quyết định, phải có sự tín cẩn và tôn trọng cá nhân, tôn trọng nhân phẩm cũng như kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng sở tại. Xin chị cho biết thêm về các loại thuốc. Theo tôi được biết, thuốc Zimab đã được dùng cho hai người Mỹ là bác sĩ Kent Brantley và bà Nancy Wrightable. Thuốc đã được thí nghiệm có kết quả trên những con khỉ. Đó là một loại huyết thanh gồm có 3 liều và chứa những kháng thể có thể ngăn cản virus Ebola xâm nhập vào các tế bào của các bệnh nhân. Ngoài ra cũng có một loại thuốc khác tên là TKM Ebola đã được thử trên những tình nguyện viên đang còn có sức khỏe tốt. Dịch Ebola có nguy cơ lan tràn ra khắp thế giới không, thưa chị? Virus Ebola đã được phát hiện đầu tiên vào năm 1976 và hiện đang hoành hành ở các nước Tây Phi như là Sierra Leone, Liberia, Guinea và Nigeria. Bệnh Ebola đó là một loại sốt xuất huyết có những triệu chứng như là rất là mệt mỏi, sốt nhiều, bị ói mửa, bị tiêu chảy hay tiêu ra máu hoặc là bị chảy máu, và nó bị lây bằng những tiết dịch của người bệnh hoặc là qua những vật dụng đã bị nhiễm vi trùng hay là virus Ebola, rồi cũng qua những xác chết của các thú vật đã bị bệnh và người ta lấy thịt để ăn. Cần phải nói là cái nguy cơ lan tràn đó không phải do những người bản xứ, mà tại vì họ không có đi ra nước ngoài, mà do những cái người ngoại quốc đang làm việc tại chỗ, họ bị nhiễm bệnh và mang bệnh về nước. Thời gian ủ bệnh là 21 ngày, nên nếu mà ai bị nghi ngờ là có nhiễm virus Ebola đó, họ sẽ bị cách ly trong vòng 31 ngày để có thời gian quan sát. Trong thời gian sắp tới, các cơ quan có thẩm quyền có những biện pháp nào không, thưa chị? Dạ, thì thuốc Zimab sẽ được gửi tới Liberia, nhưng mà số lượng thuốc rất là ít. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp vào cuối tháng 8 này để quyết định những tiêu chuẩn phân phát thuốc. Rồi tới khoảng tháng 9, họ sẽ công bố kết quả của những cuộc thử nghiệm trên hai thứ thuốc mà tôi vừa nói đến lúc nãy. Có nhiều người nhấn mạnh là vai trò của những công ty bào chế tư nhân rất cần thiết, nhưng các cơ quan có thẩm quyền cũng phải tham gia tích cực, tại vì bệnh được bùng phát ở những nước nghèo, thành ra sự phân phối thuốc phải được diễn ra một cách miễn phí. Nói tóm lại là giới có thẩm quyền cảm thấy bị bắt buộc phải đem những thuốc còn đang ở trong thời gian thực nghiệm ra dùng để mà cứu cấp những người bị virus Ebola, nhưng họ cũng cần có thời gian để có thể xét nghiệm và đánh giá những cái phản ứng và sự an toàn của thuốc. Xin cảm ơn chị Hồng Vân. Xin cảm ơn anh Văn Nguyễn và quý khán thính giả. Quý vị vừa theo dõi bản tin đặc biệt từ Geneva do Kim Phượng, Hồng Vân và Văn Nguyễn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.